Xin chào các bạn, hôm nay thì mình giới thiệu đến các bạn một mẫu nồi của Tiger, mã nồi là GPX A101. Thì 101 tức là nồi 1 lít, các bạn nấu được khoảng 2 bát, 2 bát rưỡi gạo nhé, khoảng 5 người ăn đấy các bạn. Thì đây là nồi Tiger cao tần áp suất 2 bi và xoong gốm nhé các bạn. Đây là dòng cao cấp, rất là xịn luôn các bạn. Nồi này dùng cảm ứng nhé các bạn, không dùng phím nữa mà dùng chuyển qua cảm ứng. Đây thông số đây, 1 lít A101 đời 2016, áp suất 25 kPa. Đấy. Rồi mặt có mặt màu đen nhé các bạn, toàn bộ đều màu đen hết nhé. Còn đây là màu trắng nhé các bạn. Rồi mình bê cho các bạn xem nhé. Nhìn kỹ ấy, bạn thấy không, đây nó kiểu như là bị cấn đấy các bạn. Đấy, cái này thì mình lấy cái dán gọi là chuối điện 110 mình chèm lên là hết nhé các bạn, không ảnh hưởng gì nhá. Rồi mình mở cho bạn xem nhé, vùng này các bạn áp suất 2 bi đây. Đấy, dòng này còn rất là đẹp luôn. Dòng này thực ra là ở Nhật họ không dùng nhiều đâu các bạn, họ mà dùng nhiều thì xoong là mình nhìn là mình biết ngay. Đấy, xoong đây nhé các bạn, xoong rất là bóng luôn. Đấy, không có bị bong chóc gì nhé các bạn. Xoong gốm rất là dày. Đây, trong ngoài là không bể vỡ gì nhé các bạn. Các bạn nhớ ghi điểm 100 nhé các bạn. Đây mình cho các bạn xem cảm ứng nhé. Rồi các bạn đây là menu các bạn này. Đấy, menu đây. Đấy, nó có giọng nói. Đây, các bạn chọn cứ tức là cái loại chọn lựa chọn nào á, nó có cho các bạn tùy chọn thì các bạn mới được tùy chọn nhé. Ví dụ mình không biết nấu cái này là cái gì thì nó chỉ cho các bạn chọn cái bên này thôi. Đấy. Nấu tiết kiệm này. Đấy. Đây là chế độ nấu ngon nhất nhé các bạn. Thì nấu ngon nhất nó cho bạn nấu cơm cháy cấp 3 này. Đấy, các bạn chọn cấp 1 hay cấp 2, cấp 3 thì tùy ý. Còn đây là mức độ dẻo đó các bạn này. Hơi này, vừa này, dẻo này. Đấy. Rồi, các bạn ăn cơm cháy thì các bạn chọn, mình khuyên là các bạn chọn mức 1 thôi. Còn bạn nào muốn ăn cơm cháy thì lâu lâu mình chọn thì nó xoong nó được bền hơn nhé. Rồi, sau đó các bạn ăn nút nấu nhé. Đấy. 50 phút nhé các bạn. Rồi. Các bạn lấy cái sensor này nhá. Cái sensor này rất thông minh luôn các bạn. Các bạn chờ mình một chút. Mình để cho đèn nó tắt đi nhá. Các bạn biết cái xoong này các bạn, cái xoong này nó xoong chịu nhiệt rất là cao luôn. Cái dòng này nó chịu nhiệt lên đến 280 độ, tức là cao nhất luôn đấy các bạn. Thì chỉ có vậy thì họ mới gọi là mới đáp ứng được cái cơm cháy nó ngon nhất nhé các bạn. Nhiệt độ như vậy thì mới đáp ứng được cơm cháy ngon nhất. Rồi. Nó tắt rồi ấy. Giờ mình đưa tay qua này, đấy, tức là nó phát hiện chuyển động các bạn, là nó sáng đèn. Mà thực tế thì cái này kiểu như là mình thấy là cũng gọi là trang bị, vì nó là dòng xịn nên họ trang bị cái công nghệ này thôi, chứ còn thực tế thì đôi khi cái này nó cũng không cần thiết đâu các bạn. Đó. Thì mình chia sẻ thật là cái này đôi khi không cần thiết, các bạn chạm vào đây cũng được chứ không cần đưa tay vào đây. Đấy, đưa tay vào đây cái thời gian bạn đưa như này nó còn lâu hơn là này, các bạn nhìn này, đấy, nó còn lâu hơn là cái thời gian đưa tay là lâu hơn là các bạn chạm vào đây nữa. Thì do là nồi giống như nhất của cái phân khúc nên họ trang bị gọi là tối đa thôi, chứ thực tế thì với mình thì nó cũng kiểu như là không cần thiết đâu các bạn. Rồi mỗi nồi này bên mình đang bán mức giá là 4,4 triệu nhé các bạn. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ cùng mình nhé. Rồi mình cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé.